Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Phát biểu quán triệt chỉ đạo việc triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến 5 nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong quá trình triển khai đề án chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Trọng tâm là cần nhận thức và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc xây dựng ban hành luật phải thận trọng chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trước mắt, chưa triển khai xây dựng những dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng. Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khắc phục ngay tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, luật khung, luật ống, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật. Tại hội nghị, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo tổng quan về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 về dự kiến, kế hoạch của Ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị. Chính phủ trình bày tham luận về dự kiến kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và đề án, các giải pháp đảm bảo thực hiện đề án.